tôi rất là lâu. Tôi đã ngó lơ, làm lơ, cho qua những cái bình luận mà tát tôi. Nhưng mà lần này không có làm lơ được. Tại vì gửi thẳng luôn, ngày nào cũng gửi vô trong tin nhắn hết trơn. Nhức đầu quá trời luôn. Đây, mà để làm được cái clip này á thì mình phải có cái ống xi lanh. Vì vậy đập hộp cái ống xi lanh liền. Cái nư của tôi nha, phải mua bự hơn ở trên này mới chịu. Mà tôi cảm giác là nó bất ổn. Tại vì tôi nghĩ là nó bự hơn trên này thôi, chứ mà sao tôi thấy cái hộp này nó hơi bự nha. Như cái mình, ôi ôi ôi, bự dữ vậy, chết rồi, mở sao đây ta, sao lấy ra, tại vì nè, ôi sao nó bự dữ vậy, chết rồi, ok nha, cái nư phải cái nư dây, ôi vừa tay chắc tay quá trời. Tiếp theo là mình phải đi hái lựu. Tưởng cái gì chứ cái này tôi nhân giống được. Trời ơi, lựu nha chị đó mấy em ơi, ra trái quanh năm thấy là nó tự rụng chứ chị không có làm gì hết trơn á. Sai trái ha, cái nhỏ xíu mà ra trái quá trời. Bởi vậy nhưng mà chị phải đi hái thêm đi. Mình đã mới rửa lựu và rửa cái ống này rồi, bây giờ mình sẽ tách hạt lựu ra. Má em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kiêu sa, đôi mắt phải điệu đà, tính em thiệt tha, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có đẹp em. Sang em đi ship hàng cho bà con. Tôi nhìn thấy cái clip tôi tưởng đơn giản, mà tôi mới gỡ một trái mà nó mệt dữ vậy trời. Biết khi nào mới đủ đây? Rồi, tôi thấy tình hình là không ổn. Không ổn xíu nào, cái này phải cần thêm nhân lực. Anh ơi! Tôi em lái siêu xe đi bên bờ tre. Thôi. Đây là thành quả của hai trái. Thì tôi nghĩ là như đây chắc cũng đủ bỏ dừa vô đây rồi đó. Nếu mà không đủ một hồi mình gỡ tiếp nha. Thôi khắp xóm khắp làng, hang đều can. Bông. Phần mong chờ nhất nè. Sao nó cứng như ta? Trời ơi, sao cứng dữ hả? Chết rồi. Sao nó không xuống? Trời ơi, sao cứng dữ. Từ từ. Tại vì nó to mà nó không có lực đẩy. Trời ơi, ôi rạc lứa. Trời ơi, không được. Sao nó cứng như vậy ta? Ừ. Ai dạy em uống chỗ này ạ? Hết sức rồi. Gỡ lên là lặn nó lại. Nó báo thiệt luôn á, trời ơi, làm cực quá hồ. Em vừa to quá. Nhưng mà cái nư của em là phải cái gì? Cái nư người ta thích bự. Uống gì nó mới đã có sức. Cái này nó nhô ra này. Chết gì em ơi. Cái gì vậy? Anh xin lỗi, anh không nhìn thấy gì hết. Dập cái ngõ ra luôn á trời. Nó dẹp nghỉ luôn đi.